Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có của Chúa Thánh Linh giữa vòng chúng con. Mỗi một lần nhóm lại chúng con lại nói là chúng con khao khát một sự vận hành mạnh mẽ chưa từng có của Chúa Thánh Linh. Và chúng con tin rằng Ngài không bỏ qua lời cầu nguyện của chúng con đâu. Chúng con tin rằng Ngài sẽ biến đổi chúng con từ bên trong. Ngài dùng lời thánh khiết của Ngài, Ngài dùng lời công chính của Ngài, Ngài dùng lời quyền năng, lời quyết quyền của Ngài để thay đổi chúng con từ bên trong. Và rồi những biểu lộ tốt lành ở bên ngoài sẽ được nhìn thấy. Alleluia, cảm ơn Chúa. Một lần nữa con cầu xin Chúa sức dầu tươi mới trên đời sống và chính phủ của con, trên tấm lòng con, trên tâm trí con, trên môi miệng con, để những gì con nói ra chính xác là ý muốn của Ngài, truyền đạt cho dân sự của Ngài. Lời đó sẽ khiến cách sửa lời dạy người trong sự công chính. Lời đó là ánh sáng chiếu vào trong nơi tối tăm và chỉ cho người ta thấy những điều gì sai lầm của họ và cho họ một động lực để thay đổi một cách tích cực. Chúng con cảm ơn Ngài. Lời đó đem lại sự khích lệ cho những người công chính. Lời đó đem lại sự khích lệ cho những con người muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh vận hành và bày tỏ quyền tế trị của Đức Chúa Trời ở tại nơi này, để không có một quyền lực tối tăm nào của ma quỷ có thể ngon ngoe ở tại nơi này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả mọi quyền lực của ma quỷ, mọi quyền lực của sự tối tăm, và ta ra lệnh cho tất cả các người phải cút khỏi nơi này, cút khỏi những con người này, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Bất kể họ đến từ đâu, họ đã thừa hưởng những nền văn hóa sai lầm nào, họ thừa hưởng những sự dạy dỗ sai lầm nào, ta ra lệnh cho các người phải cút khỏi họ, đưa vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Chúng ta công bố sự tự do trong sự hiện diện của Chúa để tiếp nhận lời của Ngài một cách tỉnh táo, và mỗi một đời sống sẽ được ích lợi thực tế trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh chị em đang có mặt trong căn phòng này, và cũng gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua livestream trên mạng internet. Cầu xin phước hạnh từ lời Đức Chúa Trời sẽ đến với mọi người trong chúng ta. Amen. Và tôi cũng cẩn thận gửi lời chào đến tất cả những ai sẽ xem video của chúng tôi trên YouTube sau này. Và bất cứ ai lắng nghe lời của Chúa với một tấm lòng tin cậy và khao khát, nhất định sẽ được phước của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố quyền năng giải cứu và chữa lành tập thể được khai phóng qua lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi công bố. Bất cứ ai nghe đến đều sẽ được giải phóng, được tự do. Bất cứ ai nghe đến đều sẽ kinh nghiệm sự chữa lành nếu họ lắng nghe một cách nghiêm túc. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đề tài mà tôi muốn công bố ngày hôm nay đó là dạy con từ thuở còn thơ. Đây là một trong những đề tài mà tôi cứ mang ở trong lòng. Có một số chủ đề, có một số đề tài mà tôi rất cứ mang. Một trong những chủ đề, những đề tài đó là về hôn nhân gia đình và về việc dạy dỗ con cái. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một xã hội mà cái sự giáo dục càng ngày càng tệ hại. Tại sao tôi dám nói điều này? Không phải tôi căn cứ vào những tin tức ở trên các phương tiện truyền thông rồi tôi kết luận như vậy, nhưng mà tôi nhìn vào trong thực tế cuộc sống mà mình đang sống, nhìn vào những gì đã xảy ra xung quanh mình, và tôi biết rằng những điều tồi tệ mà tôi chứng kiến đó là hệ quả của một sự giáo dục sai lầm. Nó là hệ quả của cái việc chẳng có giáo dục gì cả. Có rất là nhiều người coi thường nền giáo dục. Tôi nghe một số người nói rằng giáo dục thì có gì quan trọng, quan trọng là nền kinh tế. Kinh tế mạnh thì tất cả mọi thứ đều sẽ mạnh thôi. Đúng vậy không? Anh chị em có tin rằng chỉ cần kinh tế mạnh thì mọi thứ sẽ mạnh không? Nếu mà nói như vậy thì những gia đình giàu có là những gia đình có những con người phẩm chất tốt nhất trong xã hội này. Nhưng có phải là những gia đình giàu có nhất trong xã hội này là những người mà có tư cách tốt nhất không? Có phẩm chất tốt nhất không? Không. Đôi khi ngược lại. Điều đó chứng minh rằng cái quan điểm nói rằng chỉ cần kinh tế mạnh là tất cả đều mạnh là quan điểm sai lầm. Chúng ta cần một nền kinh tế mạnh. Chúng ta cần tiền bạc, tài chính để đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng nếu không có một nền giáo dục đúng nghĩa, một nền giáo dục đúng đắn,
một nền giáo dục hợp lý, một nền giáo dục theo đường lối công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên băng hoại. Anh chị đồng ý với tôi không? Tôi có cơ hội nhiều lần đến Mỹ để phục vụ Chúa, và tôi là một người luôn nhìn vào tất cả những ngóc ngách của cuộc sống. Tôi là một người luôn suy gẫm, luôn suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về những cái gì mà mình chứng kiến trong cuộc sống. Ở tại một cái đất nước mà được coi là văn minh nhất thế giới, ở tại một cái đất nước mà được coi là giàu có nhất thế giới, nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, ở tại một cái đất nước mà nền quân sự hùng mạnh nhất thế giới, và có rất nhiều cái mặt, kể cả về thể thao, về điện ảnh v.v. thì tôi thấy rằng có rất là nhiều điều sai lầm ở trên cái nền giáo dục của họ. Và chính vì những cái sự sai lầm đó mà nó đem lại nhiều cái nan đề lớn cho xã hội Mỹ ngày hôm nay. Anh chị có biết rằng ngày hôm nay ngay ở trên đất nước Mỹ, ngay trong xã hội Mỹ, thì người ta đã bắt đầu dạy dỗ cho học sinh, sinh viên những cái khái niệm rất là sai lầm không? Anh chị có biết vì sao mà cái nạn đồng tính càng ngày càng lan rộng ở trên đất Mỹ không? Anh chị có biết vì sao mà cái nạn phá thai nó lan rộng ở trên đất Mỹ không? Đó là vì một cái nền giáo dục có những cái lỗ hổng. Đến nỗi ngày hôm nay á, có những người họ là người nam, họ bước vào nơi công sở và họ muốn định nghĩa chính họ là một người nữ, thì họ buộc mọi người phải tôn trọng và phải họ gọi họ là madam, là nữ, đặc biệt là những người sếp. Nếu người ta không làm như vậy thì người ta có thể bị đuổi việc. Hoặc nếu không tôn trọng điều đó, ở một số cái địa phương á, họ có thể gặp rắc rối với cả chính quyền, ít nhất cũng gặp rắc rối với cộng đồng. Người ta cho đó là sự tôn trọng. Và rất là nhiều cơ đốc nhân cũng đã thỏa hiệp vì sợ hãi đám đông, cho nên cũng hùa theo, rõ ràng là một người nam trước mắt, nhưng mà cũng good morning madam, good afternoon madam. Đối với những người khác là những người mà không kính sợ Chúa, không tôn trọng lời của Chúa thì cái chuyện là bình thường. Nhưng mà đối với chúng ta là những người kính sợ Chúa, những người tôn trọng lời Chúa, thì đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi thà bị ai đó bắn một viên đạn vào trong sọ não tôi, còn hơn là đi gọi một người nam là nữ. Bởi vì đối với tôi đó là một sự sỉ nhục của Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo nên nam là nam, không có chuyện nam là nữ, nữ là nữ, không có chuyện nữ là nam. Và ngày hôm nay khi mà anh chị em đăng ký Facebook hay là tài khoản Gmail gì đó, anh chị mới để ý không? Ngày xưa chỉ có male and female, là nam và nữ. Ngày hôm nay thì nó có cái ở giữa giữa, đúng không? Có không? Có. Và làm ơn đừng có ai chọn cái giữa giữa nha. Nếu mà tôi biết có ai đó trong hội thánh này mà chọn cái giữa giữa thì tôi đau lòng lắm. Dĩ nhiên tôi chẳng có bắt buộc được anh chị em cái gì cả. Tôi không có quyền để bắt bỏ tù anh chị em. Tôi cũng chẳng có cái quyền gì để cấm đoán anh chị em. Tôi chỉ có cái quyền duy nhất là được giảng dạy lời Chúa đúng theo cách mà Chúa muốn thôi. Ai nghe được thì nghe, ai không nghe được thì thôi. Chứ tôi không có thể là bắt buộc cấm đoán anh chị em được. Tôi chỉ mong đợi rằng anh chị em hành động theo cách mà Đức Chúa Trời muốn. Tôi chỉ mong đợi rằng anh chị em kính sợ Chúa. Tôi chỉ mong đợi là anh chị em quyết định sống một đời sống ngay thẳng và thánh khiết 100%, chứ không phải là 99%. Nhiều người nói với tôi quá khinh. Nhiều người nói với tôi là mục sư ơi, mình là con người mục sư, làm sao mà lại dám nghĩ đến chuyện thánh khiết 100%? Làm sao mà dám nghĩ đến chuyện công chính 100%? Nếu mà ai nói với tôi như vậy, tôi chỉ nói lại một câu đơn giản, một cái ví dụ minh họa đơn giản thôi, người đó rút lại ý kiến ngay được không? Bây giờ tôi đưa cho anh chị một ly nước, tôi rót ra từ cái chai La Vie. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất về nước tinh khiết hay là nước suối ở tại Việt Nam và có thể là trên bình diện thế giới nữa. Tôi rót ra một cái ly, tôi đưa cho anh chị em uống. Và trước khi tôi đưa cho anh chị em uống, tôi nói rằng, tôi nói trước cho mà biết nhé,
trong cái ly này á thì có 1% chất độc. Anh chị em dám uống? Anh chị có muốn uống không? Cái người nào mà dám uống là người có vấn đề. Còn hầu hết người tỉnh táo bình thường, có một đó bình thường không cần phải trí thức, thì đều không dám uống hoặc là không muốn uống. Đúng không anh chị em? Nếu mà chúng ta là con người bình thường mà chỉ 1% chất độc chúng ta biết, chúng ta không chấp nhận, thì hãy nhớ cho rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận 1% tội lỗi ra trong đời sống chúng ta cả. Anh chị có dám amen với tôi không? Amen. Đúng, trong thực tế chúng ta vẫn còn những điểm yếu đuối. Trong thực tế chúng ta là những con người bất toàn. Nhưng Chúa muốn chúng ta hướng đến sự toàn hảo. Và chỉ có những con người nào hướng đến sự toàn hảo thì những con người đó mới có cơ hội mỗi ngày tiến lên ở trong Chúa. Còn những con người sống xuề xòa, lúc nào cũng an phận thủ thường, lúc nào cũng chấp nhận sự yếu kém của mình, những con người đó không thể tiến lên được. Những con người đó đầy những chất độc thuộc linh, và kể cả đầy những chất độc thuộc thể. Những con người đó là những con người tầm thường và sẽ chẳng làm được cái trò trống gì cho Đức Chúa Trời cả. Anh chị em dám amen với tôi không? Bây giờ thì tôi sẽ uống, bởi vì nó không có 1% chất độc nào cả. Tôi tin như vậy. Vì tôi đã uống Lavi một thời gian khá dài. Không phải quảng cáo cho Lavi đâu, nhưng mà Lavi thật là được phước. Vì hôm nay tôi nhân đây thì tôi nói cái này tự tự như quảng cáo thôi. Nhưng mà rõ ràng là không có ai trả tiền cho tôi vì cái việc này cả, nhưng bất chợt tôi nghĩ đến nó thôi. Đừng ai hiểu lầm, mấy ông này mới nhận tiền quảng cáo của Lavi. Thưa anh chị em, hiện giờ đó, ngay trên đất Mỹ, thì tôi nhận được cái thông tin này ở trong năm 2019, trong một cái kỳ trại dành cho thanh niên mà tôi được mời đến, thì tôi có cơ hội nói chuyện với một vị mục sư khả kính. Hai vợ chồng mục sư muốn nói chuyện với tôi, và cái lúc mà chúng tôi nói chuyện với nhau là cái thời khắc khuya, chúng tôi tâm sự với nhau về những điều mà chúng tôi thương mang. Và vị mục sư này nói với tôi rằng, mục sư Tiên Anh có biết không, tôi đang tranh đấu để có thể xua đuổi cái vấn đề đồng tính ra khỏi hội thánh. Bởi vì bây giờ nó đang xâm lấn vào trong các hội thánh, và rất là nhiều người lãnh đạo quan tâm đến điều này. Tôi nghe người đó nói như vậy tôi rất là vui, bởi vì tôi tìm thêm một con người nữa sẵn sàng chiến đấu cho sự công chính. Và người này nói là, mục sư có biết không, bây giờ đó cái định nghĩa về giới tính đó ở trong cái xã hội Mỹ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Ở một số nơi thì người ta không còn giống như cách thông thường nữa. Khi mà chúng ta sinh ra một con người đó, và người ta căn cứ vào bộ phận sinh dục, thì người ta sẽ nói rằng đây là nam hay đây là nữ, đúng không? Khi mà anh chị em vào trong bệnh viện từ dũ thăm ai đó vừa mới sinh một em bé, thì anh chị em có thể kết luận đó là nam hay là nữ nhờ việc nhìn vào bộ phận sinh dục, đúng không? Bác sĩ hay cha mẹ hay bất cứ ai muốn kết luận đó là nam hay là nữ thì nhìn vào bộ phận sinh dục. Nhưng mà oai oăm một chỗ, ở trên đất Mỹ ngày hôm nay có rất là nhiều người họ đang cố để áp đặt tư tưởng lên người khác. Thậm chí họ đang muốn đưa vào trong nền giáo dục và muốn nó biến thành một cái luật ở trong giáo dục và bắt người khác phải công nhận, nếu không sẽ bị bỏ tù. Đó là không nhìn vào bộ phận sinh dục nữa, mà giới tính của người đó là do người đó quyết định trong cái ý niệm của mình. Như vậy thì người ta nói thế này, khi đứa trẻ đó nó lớn lên đến một mức độ nào đó gọi là có đủ ý thức, và nó quyết định nó là nam thì mọi người phải gọi nó là nam, nó quyết định nó là nữ thì mọi người phải gọi nó là nữ. Nếu mà mọi người không gọi theo cái cách mà nó quyết định thì mọi người có thể bị bắt bỏ tù. Đó là anh chị em bầu dân, anh chị em cười, nhưng đó là sự thật. Và đừng có trách vì sao những đại họa giáng xuống trên những đất nước đó. Tôi chưa từng ngạc nhiên. Khi mà đại họa giáng xuống trên nước, tôi chưa từng ngạc nhiên. Bởi vì trước đó tôi đã nói trước công chúng về điều đó rồi. Tôi nói là đại họa nhất định sẽ giáng xuống trên nước Úc không lâu đâu. Ngay khi mà cái luật chấp nhận hôn nhân đồng tính được thông qua, tôi đứng trên bục giảng của Thánh Agape và tôi nói ngay tức khắc. Và một thời gian không lâu nó xảy ra đúng như vậy. Đại họa xảy đến. Anh chị biết đại họa như là cái gì? Riêng cháy rừng thôi là đã rất là khốn đố. Còn nhiều thứ khác nữa, ngày nào mà những cái đạo luật dơ bẩn, cái đạo luật mà tôi có thể nói là rất là khủng khiếp đó, tôi có quyền phỉ báng công việc của ma quỷ, chứ có ai nói tôi mạo phạm. Ngày nào mà những cái đạo luật khủng khiếp đó nó còn, thì đất nước đó vẫn sẽ còn hứng chịu những đại họa. Bởi vì Đức Chúa Trời đấng thánh
chịu khinh dễ đâu. Đừng giỡn mắt vào Đức Chúa Trời. Amen các anh chị. Ngày nào là cái tệ đồng tính nó còn ngang nhàng trên đất Mỹ, ngày nào cái nạn phá thai nó còn lan tràn trên đất Mỹ, thì đất Mỹ đừng hòng được bình yên. Tôi không phải là tiên tri đâu, tôi chỉ nói dựa trên căn bản là lời của Đức Chúa Trời. Mà nếu như những người nào, những người có chức trách ở trên những đất nước đó, họ hiểu được lời Đức Chúa Trời, họ kính sợ Chúa, họ tôn trọng lời Chúa, họ hạ mình xuống và quyết tâm làm sao để thay đổi một gì, thì đất nước của họ sẽ tránh khỏi những đại họa, dân tộc của họ sẽ tránh khỏi những đại họa, không còn sự chọn lựa nào khác. Bởi vì Đức Chúa Trời đã quyết định, Đức Chúa Trời đã có thẩm quyền tối cao. Ngày hôm nay chúng ta nhìn cái xã hội chúng ta đang sống đi, chúng ta nhìn đất nước chúng ta và nhìn cả đất nước xung quanh chúng ta đi, đây là những tội lỗi. Và suy cho cùng thì những cái tội lỗi đó nó bắt nguồn từ những con người mà không được giáo dục một cách đúng đắn. Có một số người sẽ nói với tôi đó, có những người họ được giáo dục nhưng mà họ vẫn cứ tội lỗi, có không? Nói thực tế với tôi nghe, có hay không? Có. Có những người được giáo dục một cách đàng hoàng mà vẫn cứ tội lỗi. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận nếu vậy thì khỏi giáo dục à? Không. Được giáo dục mà còn tội lỗi như thế đó, chứ không giáo dục thì còn tội lỗi cỡ nào được. Đúng không chị em? Cũng như tôi cảnh báo những người hút thuốc lá. Có những ông bố mà hút thuốc lá, nghiện thuốc lá, nói với tôi chứ đâu có cần thiết chị bỏ thuốc lá đâu. Sư nói ở thuốc lá ảnh hưởng đến cái trí não của đứa trẻ. Tôi đẻ con ra nó vẫn thông minh hơn người đó thôi. Đức Chúa Trời ban chúng ta sự khôn ngoan để đối đáp. Tôi nói với những người đó, tôi công nhận đứa bé này khôn ngoan thật, thông minh thật. Giá như bạn không hút thuốc lá còn thông minh hơn được. Đúng không anh chị em? Bắt đầu ý với tôi không? Không cãi được. Công nhận là có những đứa bé mà bố nó hút thuốc lá sinh ra nó khỏe mạnh thật, đẹp đẽ thật. Nhưng tôi sẽ nói là giá như bố nó không hút thuốc lá nó còn đẹp hơn nữa, nó còn khỏe hơn nữa, có đúng vậy không? Cho nên chúng ta cần phải ý thức một cách đúng đắn về điều đó và đừng bao giờ xuề xòa thỏa hiệp với tội lỗi. Tôi cứ mang một cái nền giáo dục ở trong đường lối công chính của Chúa Trời. Có thể anh chị em nói sao mục sư của mình tham quá, ông không yên phận là mục sư, ông cũng muốn tham dự vào trong nền kinh tế, rồi muốn tham dự vào nền giáo dục, rồi ngày mai ông lại muốn tham dự vào nền điện ảnh, rồi ngày mốt ông muốn tham dự vào nền âm nhạc nữa. Tôi không có cố tình đâu anh chị em. Cái gì mà Chúa cảm động trong lòng tôi, Chúa chỉ cho tôi thấy là ánh sáng của Chúa phải chiếu đến nơi đó thì tôi sẽ bắt đầu giảng. Hôm nay tôi giảng điều này thì chắc chắn tôi sẽ có những động thái để tác động vào cái nền giáo dục, ít nhất là ở tại Việt Nam, ít nhất là ở trong cái vùng mà tôi đang sống. Và tôi mong là anh chị em sẽ đau lòng hiệp ý với tôi. Amen anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với một cái xã hội mà thiếu vắng một cách trầm trọng sự giáo dục trong đường lối của Đức Chúa Trời. Có thể họ văn minh nhưng văn minh theo cách của con người. Có thể họ rất là văn hóa nhưng văn hóa theo cách của con người. Có thể rất là khoa học nhưng mà khoa học theo cách mà họ nghĩ đó, nó không khoa học theo cách của Đức Chúa Trời. Và đối với tôi, bất cứ cái gì theo cách của Đức Chúa Trời nó là thượng đẳng. Anh chị có dám amen với tôi? Tôi nhắc lại, tôi không có lầm lẫn, bất cứ cái gì mà theo cách của Đức Chúa Trời thì mới là thượng đẳng. Anh chị có dám amen lớn với tôi không? Amen. Anh chị có tự hào về Đức Chúa Trời của mình không? Anh chị có tin rằng lời của Chúa là lời hàng sống không? Anh chị em có tin rằng ở trong lời của Chúa chứa đựng những bí quyết để làm cho nền giáo dục, nền kinh tế, nền chính trị, nền văn hóa vân vân trở nên càng ngày càng tốt đẹp không? Amen. Cảm ơn Chúa, em bé amen lớn chứ. Bỏ tay cho em bé cái nào. Sở dĩ hôm nay tôi chia sẻ đề tài này, thứ nhất là vì Chúa cảm động tôi. Thứ hai là vì ngày 1 tháng 6 vừa rồi là ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng mà chúng ta đã không có cơ hội ở trong ngày đó, đúng không? Bởi vì đó là vào ngày thứ hai. Giá như nó vào ngày chủ nhật thì có thể tôi sẽ chia sẻ ngay trong ngày chủ nhật đó, nhưng đáng tiếc nó rơi vào ngày thứ hai. Và hôm nay thì tôi muốn nhân cái ngày 1 tháng 6 mà chúng ta vừa trải qua đó, là ngày quốc tế thiếu nhi, để có một đề tài mà liên quan đến thiếu nhi. Một lần nữa tôi nhắc lại đề tài này: dạy con từ thuở còn thơ. Như tôi đã nói, có quá nhiều con người tội lỗi xấu xa vì không được giáo dục một cách đúng đắn. Rồi con nữa, tôi phát hiện là có nhiều đứa con bị tổn thương sâu sắc vì sự thiên vị của cha mẹ trong gia đình.
dẫn đến những sự nổi loạn, dẫn đến những điều không tốt đẹp. Hôm nay tôi sẽ đưa tất cả những điều này ra ánh sáng. Và tôi ước mong rằng chúng ta là những con người hướng thiện, chúng ta sẽ là những con người khiêm nhường thật sự, chứ không phải là những kẻ khiêm nhường giả tạo. Những kẻ khiêm nhường giả tạo thì luôn bày tỏ những cái thái độ ra vẻ khiêm nhường, nói những lời khiêm nhường, nhưng tôi có thể test họ rất là dễ. Test bằng cách nào? Khi mà ánh sáng lời Chúa chiếu vào họ, họ không thật sự khiêm nhường nữa, họ sẽ dậy nảy lên, họ tức điên lên, họ phản ứng lại, họ muốn cắn chúng ta, họ muốn tấn công chúng ta. Nhưng những người nào dù là họ tội lỗi đến cỡ nào, nhưng họ nghe lời Chúa, họ tiếp thu lời đó, họ ăn năn tội lỗi của họ, họ quyết định từ bỏ con đường tà, thì điều đó chứng tỏ là họ không phải là những con người kiêu ngạo. Amen chị em. Cảm ơn Chúa, tôi ước ao tất cả chúng ta là những con người đó. Hãy để cho ánh sáng của Chúa chiếu vào tội tối của chúng ta. Đây là bí quyết trong đời sống và chức vụ của tôi. Tôi nói với Chúa là con muốn ánh sáng của Chúa luôn chiếu rọi trong đời sống và chức vụ của con, để không có một chỗ tối nào để mà con lẩn khuất trong cái chỗ tối đó để làm con bị tội lỗi cả. Và có những nguyên tắc, có những cái nguyên tắc để cho ánh sáng chiếu vào. Chúng ta cho phép ánh sáng nó chiếu vào bằng cách cho phép người khác góp ý chúng ta, bằng cách cho phép người khác nhìn thấy những việc chúng ta làm trong sự minh bạch. Tất cả chúng ta chủ động để cho người khác biết mình đã làm gì, như thế nào, với ai. Và đó là cách mà chúng ta sẽ dễ dàng sống trong sự công chính của Chúa. Và nếu mà chúng ta không cho ánh sáng Chúa chiếu vào, chúng ta cứ che che đậy đậy trong cái chỗ tối của mình, cứ lén lén lúc lúc như vậy, thì suốt cuộc đời này chúng ta mãi mãi chỉ là những con người bất chính mặt thôi. Tôi hy vọng là không có ai trong chúng ta là những con người sống bất chính, nhưng mà tất cả chúng ta là những con người không chỉ là những con người mang danh công chính, không chỉ là có cái địa vị công chính, nhưng mà chúng ta có những cái biểu hiện công chính thực tế, để qua cái biểu hiện công chính đó, người ta tin rằng quả thực có một Đức Chúa Trời công chính đang ở trong chúng ta, và người ta sẽ tôn phục khẩu phục, người ta sẽ chạy đến với Chúa. Mỗi lần nữa tôi nhắc hãy sống như thế nào, để nếu người ta ghét anh chị em thì người ta nói xấu sau lưng. Không bao giờ có một người nào dám đến giáp mặt với anh chị em, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh chị em và dám nhân danh Chúa Jesus Christ để lặp lại những điều tồi tệ mà nói về anh chị em. Và nếu như anh chị em sống được như vậy thì anh chị em đã có biểu hiện công chính đúng đắn của Chúa. Còn nếu mà anh chị em sống mà người ta dám nhìn anh chị em, người ta nói mà anh chị em cúi đầu xuống, anh chị em không đáp lại một lời, không dám nhìn mắt người ta, thì chứng tỏ anh chị em chỉ có cái danh công chính, có cái lớp áo ở bên ngoài đó thôi, nhưng anh chị em chưa thật sự có đời sống công chính. Chúa muốn chúng ta là những người thật sự có đời sống công chính, chứ không phải là có cái tiếng công chính ảo. Amen con chị em. Nếu mà nói cái việc là có quá nhiều con người tội lỗi xấu xa thì không được giáo dục một cách đúng đắn, thì tôi liên tưởng đến một cái trường hợp trong Kinh Thánh. Đó là trường hợp của Hophni và Phinehas, là hai con trai của thầy tế lễ Eli. Anh chị em có thể về đọc Samuel thứ nhất từ chương 2 đến chương 4. Hai cái người này là con của thầy tế lễ Eli, nhưng mà rõ ràng là Eli đã không giáo dục con của mình đàng hoàng. Nếu anh chị em đọc lại, anh chị em sẽ thấy là Đức Chúa Trời trách Eli. Đức Chúa Trời nói rằng ngươi tôn trọng mấy đứa con của ngươi còn hơn ta. Và khi mà cái sự việc nó quá tồi tệ rồi thì ông có trách mấy đứa con, ông có khuyên, nhưng mà đọc có cái lời khuyên và lời trách con đi, nó rất là yếu ớt. Chuyện đã rồi, ông nói vài câu chả giải quyết được cái gì cả. Giá như ông dạy nó từ thuở ấu thơ thì tốt biết bao. Những đứa con nó cũng có chức vụ luôn, chúng nó cũng là thầy tế lễ, nhưng chúng làm gì? Chúng thước những của lễ mà người ta dâng ở trong đền thờ, chúng nó ăn nằm với những người nữ, và thậm chí ngay trong đền thờ, không có thể bao biện được. Và kết cục là gì? Chúng nó đều chết hết. Và thầy tế lễ Eli té từ trên ghế xuống và gãy cổ chết. Sự rủa xả đến cho dòng tộc đó. Ban đầu Chúa đã muốn là cái dòng dõi đó là sẽ là cái dòng dõi để phục vụ Chúa, nhưng cuối cùng là kết thúc một cách bi thảm. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ khi chúng ta tra xét lại đời sống cá nhân của mình. Một cái ví dụ thứ hai cho cái điều thứ hai mà tôi nói, nhiều đứa con bị tổn thương sâu sắc vì sự thiên vị của cha mẹ trong gia đình. Đó là trường hợp của Ê-sau và Gia-cốp. Anh chị em đọc trong Sáng Thế Ký chương 25 câu 27 cho đến chương 27 câu 41, anh chị em sẽ thấy sự thiên vị đã được thể hiện ở trong cái gia đình này. Hãy cùng với tôi mở ra Sáng Thế Ký chương 25 câu 27 và 28. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng. Còn Gia-cốp là người trầm tính, thường ở trong trại. Isaac thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng. Còn Rebecca lại thương Gia-cốp hơn. Thích ăn thịt rừng cái thương kia hơn. Rồi thằng kia nó không có đi săn thú rừng được, không thương lắm. Không thương bạn.
Rồi bà Rebecca thì thương gia tốt hơn. Như vậy thì anh chị em thấy mấy cái câu này cho chúng ta thấy là có cái sự thiên vị ở trong gia đình. Cả người vợ lẫn người chồng đều có cái sự thiên vị đối với con cái trong gia đình. Và anh chị em cứ tưởng là cái sự thiên vị đó không có hệ lụy gì. Không, tôi quan sát cuộc sống và tôi đã thấy nhiều gia đình đối diện với nhiều bi kịch chỉ vì cha mẹ đã thiên vị con cái. Và thường là sau này con cái thậm chí nó đâm chém lẫn nhau nữa. Sau này nó xô xát, nó đâm chém lẫn nhau, nó truyền hạ lẫn nhau chỉ vì nó có cái sự cay đắng hối hận ở trong lòng đó. Bởi vì cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đã không đối xử một cách công bằng. Và tôi biết có những trường hợp có những đứa con mà sau này nó giết sạch hết những đứa con khác, hoặc là nó làm cố tình để làm hại tất cả những đứa con khác chỉ vì nó có một cái cảm nhận thực tế là nó đã bị sự ép trong gia đình của nó, rất là nguy hiểm. Đó là những cái thực trạng mà đang xảy ra trong xã hội chúng ta hiện nay. Tôi chỉ nói một cách chung chung thôi, nếu mà phân tích ra từng cái một thì có quá nhiều mà không đủ thời giờ để mà nói ở trong một cái sự kiện như thế này. Và cái nguyên nhân là vì sao? Nguyên nhân vì sao mà có quá nhiều con người tội lỗi xấu xa? Nguyên nhân vì sao mà có những đứa con bị tổn thương sâu sắc? Đó là vì không được giáo dục, hoặc thiếu sự giáo dục đúng đắn, hoặc là có quá nhiều sự giáo dục sai lầm thông qua lý thuyết hoặc là thông qua những cái sự thực hành mà những đứa con nó chứng kiến được. Như vậy thì cái giải pháp của chúng ta là gì? Tôi vừa đưa ra một cái thực trạng. Nếu tôi đưa ra cho anh chị em một cái thực trạng mà tôi không đưa ra cho anh chị em cái giải pháp thì thà tôi đừng đưa ra còn hơn. Đúng không anh chị em? Cái điều chúng ta cần là giải pháp. Làm sao để chúng ta giải quyết được cái thực trạng này đấy? Tôi rất là hân hạnh để tuyên bố với anh chị em rằng tất cả mọi giải pháp hữu hiệu đều có trong lời của Đức Chúa Trời. Chỉ cần anh chị em thật sự đọc và suy gẫm mà thôi. Hãy đọc lời của Chúa một cách cẩn thận. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị em, chúng ta cần phải xây dựng và phát triển một nền giáo dục dựa trên các lẽ thật kinh thánh. Hãy cùng mở ra lại với tôi ở trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17. Đây là một phần kinh thánh rất nền tảng cho chúng ta. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Đây là một phần kinh thánh đối với tôi cực kỳ quan trọng, cực kỳ nền tảng. Nếu nói về môn giải kinh thì tôi tin như thế này: người nào không biết câu kinh thánh này, không thật sự hiểu câu kinh thánh này, không thật sự tin câu kinh thánh này thì không bao giờ có thể trở thành một nhà giải kinh đúng đắn, không bao giờ có thể trở thành một nhà giải kinh hiệu quả cho Đức Chúa Trời, mà chỉ có giải kinh lệch lạc mà thôi. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ cách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Đó là ở trong bản cũ, đúng không? Và tôi đọc lại trong bản mới, tức là bản truyền thống hiệu định. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc làm. Anh chị có thể amen với tôi được không? Amen. Hãy nói với người bên cạnh là cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc và rất có ích cho chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì cái nền giáo dục của chúng ta phải dựa trên nền tảng là kinh thánh. Amen anh chị. Bất cứ một nền giáo dục nào đi ngược lại với kinh thánh hoặc là đi lên so với kinh thánh thì chắc chắn đó không phải là một nền giáo dục tốt. Chắc chắn nó sẽ đi đến cái ngõ cụt của nó thôi. Và tôi tin là bất cứ một nền giáo dục nào dựa trên nền tảng kinh thánh thì nền giáo dục đó sẽ phát triển một cách tốt đẹp. Thật ra thì xã hội Mỹ và xã hội châu Âu đã từng có một thời gian dài trong lịch sử mà họ xây dựng cái nền giáo dục của họ dựa trên kinh thánh. Nhưng rồi trải qua một thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho họ sự giàu có, sự thịnh vượng thì họ đã không cẩn thận, họ đã sơ hở, họ đã để cho sự kiêu ngạo đi vào lòng của họ. Họ bắt đầu không còn nhìn nhận những gì Đức Chúa Trời làm nữa. Họ nghĩ rằng tất cả những cái gì mà họ có đây là do một tay họ gây dựng. Và rồi họ bắt đầu để cho những cái ý tưởng của ma quỷ nó đi vào trong cái nền giáo dục của họ, trong cái tư tưởng của họ. Và nó càng ngày nó càng xuống cấp, nó càng ngày nó càng băng hoại. Chứ ngày xưa thì xã hội Mỹ và châu Âu đã có một thời hoàng kim tốt đẹp lắm.
Đó là lý do vì sao mà Tổng thống Donald Trump có một cái ý như thế này. Ông muốn là qua cái chức vụ của ông thì sẽ khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại trở lại. Đó là cái cách ông dùng từ. Tôi hiểu cái ý của ông, phải đừng không cần phải bắt bẻ. Bởi vì nước Mỹ đã từng có một thời hoàng kim, nhưng mà đã qua. Bây giờ thì người ta đã loại bỏ Kinh Thánh khỏi trường học. Anh chị có biết rằng đã có một khoảng thời gian rất lâu, Kinh Thánh là một cái điều không thể thiếu ở trong các trường học, ở trong các công sở. Anh chị có biết rằng ở trong một cái thời gian cách đây khoảng, nếu tôi nhớ không lầm là vào năm 2013, lúc đó khi tôi bước đến tiểu bang Alabama, tôi vào trong một cái khách sạn, người ta chọn cho một cái căn phòng, và tôi vào trong căn phòng đó thì tôi thấy có những cái ngăn kéo, thì tôi mới mở thử một cái ngăn kéo ra, tôi nhìn thấy một quyển Kinh Thánh ở trong đó, King James. Và sau đó tôi hỏi mọi người, nói với tôi rằng ở tại cái tiểu bang này thì mỗi một phòng khách sạn theo quy định đều phải có ít nhất một quyển Kinh Thánh để người nào muốn đọc thì họ sẽ đọc. Thứ nhất là dành cho các đốc nhân, thứ hai là để giới thiệu về Chúa cho những người chưa tin Chúa. Nhưng ngày hôm nay thì không còn nữa. Vào năm 2019, tôi trở lại Alabama. Tôi được đưa vào một khách sạn sang trọng, và tôi chủ ý để tìm một quyển Kinh Thánh. Ngay khi bước vào trong căn phòng, điều đầu tiên mà tôi làm là kéo cái ngăn kéo ra. Tôi hồi hộp lắm, tôi mong đợi là sẽ tìm thấy quyển Kinh Thánh ở đó, nhưng nó không có ở đó. Kinh Thánh đã bị loại bỏ ra khỏi trường học. Có một số vị tổng thống cũng làm theo cái thủ tục là khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, họ vẫn đặt tay lên Kinh Thánh, nhưng sau cái ngày ấy thì họ thực hành Kinh Koran và thực hành cái kinh gì đó chứ không phải là Kinh Thánh. Họ thực hành những cái triết lý của con người, và cái nhiệm kỳ của họ là cái nhiệm kỳ tồi tệ đầy dẫy sự băng hoại. Người ta bắt đầu phá thai tràn lan, người ta bắt đầu làm cho cái nạn đồng tính lan ra khắp mọi nơi và nhiều thứ khác nữa. Ngày xưa khi tôi đến đất Mỹ, một trong những cái từ nằm ở trong đầu của tôi là gì? Security, an ninh. Nhưng ngày hôm nay không còn an ninh nữa. Ngay tại tiểu bang California, anh chị có biết rằng nếu như anh chị em muốn hỏi giờ một người nào đó, anh chị muốn hỏi người đó một câu hỏi nào đó ở trên đường phố, thì chưa chắc gì người ta dừng lại để trả lời anh chị em. Tôi đã bị rồi. Tôi hỏi ở tại tiểu bang California, ngay tại quận Cam, thì tôi hỏi thì người ta té té, người ta bước đi giống như người ta sợ cái điều gì đó. Tôi ngạc nhiên quá, tôi hỏi những người cùng đi với tôi, thì những người cùng đi với tôi nói là: "Mục sư ơi, bây giờ tình hình thay đổi, bởi vì kể cả trên đất Mỹ này bây giờ cũng có cái tình trạng là bỏ bùa rồi cướp giật và nhiều điều tồi tệ khác." Cái chuyện bỏ bùa là cái chuyện mà mình tưởng là chỉ ở một số đất nước, chẳng hạn như ở Việt Nam của mình thôi, nhưng bây giờ ngay trên đất Mỹ cũng có cái tình trạng bỏ bùa rồi cướp tài sản, và người ta bắt đầu sợ hãi. Anh chị thấy điều đó không? Rất là tồi tệ. Và ngay trên đất Mỹ thì ngày hôm nay cái quyền tự do nó thái quá. Cái quyền tự do của con người theo cách mà họ nghĩ, họ định nghĩa sự tự do nó thái quá rồi. Khi mà cha hoặc là mẹ dạy dỗ con cái mà hơi lớn tiếng chút xíu thôi, nó không hài lòng, nó có thể gọi điện cho cảnh sát và nó mét rằng cha mẹ nó ức hiếp nó. Con người nói nó nghĩ rằng nó không nên làm như thế. Nếu mà cha mẹ mà cầm roi mà đánh cái đứa trẻ đó thì có thể bị cảnh sát bắt không? Nếu mà nó biết gọi điện thoại, nó alo thì một chút xíu sau là police xuất hiện và cha mẹ nó có thể bị trói, bị nhốt. Và chính vì vậy cho nên là cha mẹ gần như mất quyền kiểm soát. Có nhiều anh chị em tín hữu ở bên đó, họ buồn vô, họ cảm thấy bất lực trong việc giáo dục con cái. Họ tâm sự với tôi, nhiều người tâm sự trong nước mắt. Nói: "Mục sư, giờ tôi không biết dạy nó sao nữa. Cái luật bên này bây giờ nói vậy đó, cái quyền tự chủ gì của tụi nó lớn quá đi, cái quyền con người của tụi nó lại đi quá lớn rồi. Bây giờ mình là cha mẹ mà mình không la được nó, mình không thể dạy được nó, mình không thể nào mình lấy roi mình đánh nó. Bây giờ nó là tiếng mà nó không có ưng ý, nó sừng sộ, nó vô phòng, nó khóa trái cửa lại, nó làm gì mình không biết." Có một số cha mẹ cả
cảm thấy quá giận dữ, quá bực tức, tháo luôn cái cánh cửa ra luôn. Và sau khi tháo cánh cửa đó thì cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái nó càng thêm sâu sắc nữa. Nó là cha mẹ không tôn trọng con, cha mẹ coi con không ra làm sao hết, bạn bè con tôn trọng con mà sao cha mẹ không tôn trọng con. Và nó chỉ biết có bạn bè thôi. Đối với nó bạn bè mới là cái nơi tốt nhất. Nhưng mà rồi nó sẽ thấy cảm thôi. Tới khi nó bệnh tật ốm đau, đến khi nó gặp hoạn nạn thì coi bạn nào xuất hiện. Cũng có thể là có những bạn tốt, bạn cơ đốc thì có thể xuất hiện đó, nhưng mà hầu hết thì sẽ không xuất hiện đâu. Cuối cùng chỉ là cha mẹ lo cho mình thôi, đúng không anh chị? Đúng không? Những cha mẹ đích thực sẽ không bao giờ bỏ mình. Và ngày hôm nay chị em thấy đó, quá nhiều cái điều tồi tệ tương tự xảy ra. Thậm chí tôi chứng kiến ở trên một cái toa xe lửa, một đứa bé 3 tuổi, khi mà ba và mẹ của nó không đáp ứng yêu cầu của nó, chứ không phải làm gì sai trái, không phải là hung dữ hay là đánh hay gì cả, chỉ đơn giản là nó đòi một cái thứ gì đó mà ba mẹ nó không cho. Tôi chứng kiến tận mắt nó tát nhưng mà ba mẹ nó một cách rất là hung bạo, giống như trong phim bạo lực vậy đó. Không phải là một cái tát yêu đâu, mà nó thật sự tấn công ba mẹ của nó đánh vào cái mặt của nó ghê lắm. Và nó đánh, và nó vừa đánh nó vừa chửi thề, và nó vừa nói là tao đánh mày, tao đánh mày, tao đánh mày. Và ba mẹ của nó cười đau lòng. Tôi không cười đâu, tôi nhìn tôi chỉ muốn khóc. Nó không phải là một vài trường hợp ít thôi, mà rất là nhiều. Và ngày hôm nay tôi muốn anh chị em cùng với tôi đọc lại một cái câu kinh thánh rất là nổi tiếng được chép ở trong Châm Ngôn chương 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về nhà nó cũng không lìa khỏi đó. Anh chị em cùng với tôi đọc lại nè. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về nhà nó cũng không lìa khỏi đó. Amen. Đây là một cái câu kinh thánh rất là quan trọng, một câu kinh thánh chìa khóa ở trong ngành giáo dục. Nếu ai đó là cơ đốc nhân mà đang làm việc trong ngành giáo dục, và nếu như thậm chí mình tin rằng có khải tượng để một ngày nào đó làm bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, thì hãy nghe lời khuyên của tôi, về nhà đọc kỹ câu kinh thánh này, suy gẫm câu kinh thánh này, cầu nguyện và để cho Chúa mặc khải, Chúa bày tỏ lẽ thật của Chúa, và hãy thực thi trong đường lối của câu kinh thánh này. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải có một sự giáo dục cho con trẻ từ khi còn thơ ấu. Thậm chí tôi nói với anh chị em là phải giáo dục từ khi nó còn ở trong bụng mẹ này, đúng không? Và ngày hôm nay người ta có cái từ là thai giáo. Người đời mà không biết cái đó nữa, mà cái đốc nhân không biết thì quá tệ. Đừng có nói là sinh ra trong cuộc đời này, ngay khi trong bụng mẹ, khi nó tự hình rồi đó, khi một người mẹ biết là đứa con nó đang tự hình trong bụng mình rồi đó, có cái giọt máu của chồng mình ở trong bụng rồi đó, thì bắt đầu giáo dục được rồi này. Tôi tin như vậy, tôi tin như vậy. Và thậm chí ở trong một cái loạt bài mà trước đây tôi dạy anh chị em cũng liên quan đến vấn đề con trẻ này, tôi còn nói là thậm chí trước khi có thai chúng ta phải có sự chuẩn bị, sự giáo dục rất là kỹ lưỡng như vậy. Chúng ta phải có sự chuẩn bị, chúng ta đặt trước cái tên có ý nghĩa, rồi vợ chồng nói chuyện với nhau, vợ chồng thống nhất với nhau về cái đường lối giáo dục con cái. Rồi khi có thai chúng ta phải làm gì, rồi khi con mình được sinh ra thì mình phải bắt đầu dạy dỗ nó, chứ không thể nuông chiều nó được, không thể muốn gì được nấy được. Một trong những cái sai lầm ở trong nhiều gia đình đó là cha mẹ quá nuông chiều con cái, hoặc là ông bà quá nuông chiều con cái, và đây là một sai lầm. Tôi không cho phép bất cứ ai làm điều đó cho con của tôi, bởi vì nếu như tôi nhượng bộ, nếu như tôi thỏa hiệp trong chỗ này là tôi đang giao chứng cho ác, và tôi đang tự giết chết đứa con mình. Cho nên ngay tại chỗ này tôi sẽ rất là kiên quyết, tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai mà nuông chiều con của mình, hay là thể hiện sự nuông chiều để phá vỡ cái sự giáo dục mà tôi muốn ở trên con cái của mình đâu. Đây là điều rất là quan trọng, bởi vì ngay từ thuở ấu thơ mà chúng ta không dạy nó thì lớn lên dạy gì nổi. Có nhiều người đợi con cái mình lớn lên rồi lúc đó mới dạy dỗ, thật ra nó không thấm tháp vào đâu đâu. Bởi vì tôi phát hiện ra một điều, trong cái độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, đó là cái lúc tốt nhất để mà người ta giáo dục. Đó là cái lúc mà một con người họ sẽ thẩm thấu cái nền giáo dục một cách rất là sâu đậm. Và đó là lý do vì sao mà trong khải tượng của tôi, và thậm chí chúng ta đã làm logo rồi, có một cái mục vụ để đó đang chờ, và nó sẽ được thực hiện mau thuần trong tương lai gần. Mục vụ đó ở trong tiếng Anh tôi gọi đó là Kindergarten Education.
độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ phát động cái điều này lên để tất cả mọi người cùng tham gia. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội để giáo dục những đứa trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Anh chị em có còn nhớ về nhân vật Môi-se không? Anh chị em hãy mở ra với tôi ở trong Xuất Ê-díp-tô ký, hay là trong bản này là Xuất Ai Cập ký, chương 2 từ câu 1 đến câu 15. Bây giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé khó khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cói, trét chai và nhựa thông, đặt đứa bé vào đó, rồi đem thả giữa đám sậy ven sông. Chị cá đứng xa xa để trông chừng em mình. Công chúa Pharaoh xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một cái thúng bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ, một bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong những đứa con của người Hebrew. Chị đứa bé nói với công chúa, tôi có thể đi tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Công chúa Pharaoh đáp, hãy đi đi. Cô gái đi gọi mẹ của đứa bé lên. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi dưỡng. Khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói, ta đã vớt nó ra khỏi nước. Một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. Ngày hôm sau, Môi-se lại ra ngoài và thấy hai người Hebrew đang đánh nhau. Ông nói với người có lỗi này, sao anh đánh đồng bào mình? Người đó trả lời, ai đã lập ông làm người cai trị và thẩm phán trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia chăng? Môi-se sợ và nghĩ rằng, chắc chắn việc này đã bị lộ rồi. Nghe được chuyện này, Pharaoh tìm giết Môi-se. Nhưng Môi-se trốn khỏi Pharaoh. Ông dừng chân trong xứ Madian và ngồi bên một thiên đường. Anh chị em thấy cái câu chuyện này rất là thú vị. Theo cái sắc lệnh của vị Pharaoh lúc bấy giờ thì những bà mụ làm gì? Khi mà đỡ đẻ phải làm gì? Nếu thấy con gái thì pass, rồi có nghĩa là cho sống. Con trai là giết. Lý do là vì lúc bấy giờ dân Do Thái trở nên cường thịnh mạnh mẽ, Chúa ban phước cho họ. Và người Ai Cập lo ngại rằng một ngày nào đó cái dân cường thịnh ở giữa lòng Ai Cập này nó sẽ tiêu diệt cái người Ai Cập, hất cẳng mình đi. Và lúc đó sẽ rất là tồi tệ. Bây giờ thì họ tuyên hạ thủ phi cường, họ muốn giết hết tất cả những bé trai. Bởi vì lúc bây giờ người ta hiểu mà, con trai thì xung vào trong quân đội và quân đội sẽ rất là hùng mạnh. Còn lúc bây giờ thì thường là đàn bà con gái thì chỉ lo công việc nội trợ gia đình thôi, cho nên là tốt nhất là xử hết các bé trai. Nhưng mà trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Môi-se đã không bị giết. Cảm ơn Chúa. Và trước đó nếu mà anh chị em đọc, anh chị thấy có những bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời và họ đã để cho những bé trai sống, và họ có những cái lời nói dối nhẹ, những lời nói dối đó Đức Chúa Trời không xử tội họ. Bởi vì thật ra là họ nói những cái lời đó là để bảo vệ cho dân của Đức Chúa Trời. À, và Chúa đã ban phước cho những bà mụ đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng Môi-se đã được cứu sống, không có bị giết. Tuy nhiên nếu mà để lâu ở trong nhà thì nguy hiểm vô cùng. Bây giờ thì cha mẹ Môi-se đã nghĩ ra một cách là bỏ vào một cái thúng cói và thả cho nó trôi ở trên sông Ninh. Và cuối cùng thì trong sự tế lị của Chúa, nó đã đến được với công chúa Pharaoh. Và cái người nữ này đã động lòng thương cái đứa bé đó và muốn đem về làm con nuôi. Nhưng bây giờ thì công chúa đâu có biết nuôi. Thế là bây giờ tuyệt vời quá, mọi thứ đã được đạo diễn hết rồi. Miriam là chị của Môi-se được cắt đặt để đi theo cái đường đó. Cho nên bây giờ Miriam chạy tới rất là nhanh nhỏ thôi. Tôi biết có cái người vú nuôi này rất là tốt. Nói theo kiểu ngày hôm nay
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho những người này là coi như là làm việc rất là tốt, rất là siêng năng, rất là trung tín. Bây giờ công chúa chịu liền với khách. Và thế là Môi-se đã được trả lại cho chính mẹ ruột của mình mà công chúa không hề hay biết. Quá tuyệt vời. Và cái gia đình của Môi-se tôi tin là một gia đình tin kính Chúa, một gia đình mà nói vui là sạch mùi Hebrew. Cái chất Hebrew nó đậm đà vô cùng. Và họ làm gì? Từ nhỏ đến lớn, trước khi mà họ trả lại cho công chúa thì họ đã giáo dục, họ chuyển tải tất cả những sự hiểu biết Hebrew, những sự hiểu biết của Do Thái. Mà chúng ta biết rằng những sự hiểu biết của người Do Thái nó đến từ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Và Môi-se đã được giáo dục ở trong nền tảng là lời của Chúa, ở trong cái nền văn hóa của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao mà khi ông lớn lên, ở trong lòng của ông vẫn canh cánh một cái ước mơ giải phóng dân tộc. Mặc dù ông là hoàng tử ở trong cung điện của vua, nhưng mà ông không có ham muốn gì vật chất của cải, ông không ham muốn gì cái sự hưởng thụ, những sự giàu sang phú quý xa hoa cung điện cả. Ở trong lòng của ông luôn canh cánh một cái sự cứu mang cho dân tộc. Và đó là lý do vì sao mà ông đã can thiệp vào trong những vụ xô xát này. Khi mà ông thấy cái người Ai Cập đã xử tệ với người anh em thuộc về dân tộc ông, thì ông đã đánh chết cái người Ai Cập đó và ông vùi xuống khác. Rồi khi ông thấy hai người Hebrew mà lại đánh nhau, ông chặn lời. Ông muốn họ phải sống hòa thuận, bởi vì ông biết rằng nếu họ không hòa thuận họ sẽ không có gì tự do đâu. Nhưng họ không hiểu điều đó, họ nổi sát thịt của họ lên, họ la hoáng lên về cái việc mà ông đã giết chết cái người Ai Cập kia. Và cái việc đó nó đã đến tai Pharaoh. Đó là lý do vì sao mà Môi-se phải chạy trốn vào trong đồng bằng. Thật ra tất cả đều ở trong sự tệ trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất là khôn ngoan. Môi-se lúc này chẳng qua là sử dụng những cái gì là thuộc về con người thôi. Ông chưa thật sự nương dựa đến Chúa Trời. Ông chưa thật sự biết sử dụng những vũ khí của Đức Chúa Trời. Ông chỉ sử dụng cái bản năng của mình với những sự hiểu biết con người của mình để đứng lên giải phóng dân tộc, còn thất bại. Tôi học được bài học lớn. Chúng ta không thể đứng lên giải phóng dân tộc. Chúng ta không thể đứng lên giải phóng con người bằng cái bản năng của chúng ta, bằng sự hiểu biết con người của chúng ta, bằng những kinh nghiệm cá nhân của chúng ta, bằng cái gì thuộc riêng về chúng ta. Không, chúng ta chỉ có thể đứng lên và thực hiện cuộc cách mạng giải phóng con người khi mà chúng ta bước đi trong đường lối của đức tin, khi chúng ta thật sự hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và được sai phái bởi Đức Chúa Trời, được sức dầu bởi Đức Chúa Trời. Amen, ngoan chị em. Dù là ông thất bại, nhưng mà bài học mà tôi học được đó là sự giáo dục mà Môi-se đã làm học. Nếu không thì ông đã quên dân tộc mình từ lâu. Nếu không thì ông đã không có sự cưu mang dân tộc rồi. Nếu không thì ông sẽ suy nghĩ thế này: tội gì mà phải đi suy nghĩ đến mấy cái điều đó, rồi cưu mang là cái gì, rồi đứng lên rồi đấu tranh là cái gì, để người này người kia ganh ghét đố kỵ, rồi ném đá, rồi tìm cách hãm hại, rồi bị bắt bớ, rồi nhiều lần bị giết, rồi đủ thứ chuyện để làm gì? Mình giống như một con chuột sa hũ hết. Mình chỉ là con của một người nô lệ. Bây giờ dùng từ ở ngoài luôn, may mắn được lọt vào trong cung điện, mà muốn cái gì nữa phải đặt chạy. Bắt đầu suy nghĩ thôi, bây giờ mình yên phận thôi, mình sướng quá rồi, hưởng thụ nào, đi tán các cô em, các công nương, các công chúa hả, đi bướm hoa đùa giỡn gì đó, đủ thứ chuyện, rồi ăn chơi nhậu nhẹt, tiệc tùng này tiệc tùng nọ, đi gặp ông lớn này gặp ông lớn nọ, ăn mặc sang trọng, oai phong, đi những chiếc xe mà nhiều con ngựa sang trọng kéo, đi đến đâu thì mọi người họ đều cúi đầu chào. Tội gì mà phải suy nghĩ làm gì mà đặt cách mạng hay cách mạng, vơ va vơ vơ. Nếu như Môi-se không được giáo dục đúng đắn, nếu như mà gia đình của ông, cha mẹ của ông, những người thân của ông đã không cài đặt những cái gì đó rất là tốt đẹp vào trong ông, không cài đặt một cái ước mơ về một sự tự do, không cài đặt một khát vọng về sự tự do, tôi nói với anh chị em là ông sẽ hoàn toàn vô tâm, ông sẽ hoàn toàn hờ hững và ông sẽ chẳng cai dự, và cái câu chuyện đã khác rồi. Nhưng tôi cảm ơn Chúa, câu chuyện đó là như thế này. Đó là nhờ sự giáo dục. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 tuổi đó là khoảng thời gian mà những sự giáo dục đúng đắn tốt đẹp đã in đậm vào trong con người của Môi-se. Đến nỗi ông lớn lên ông không thể quên được. Và điều đó ứng nghiệm với câu Kinh Thánh Châm Ngôn chương 22 câu 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi nó trở về già nó không lìa khỏi đó.
Tôi biết có rất nhiều gia đình tôi với Chúa giáo dục con cái cẩn thận, nhưng mà khi lớn lên nó vẫn đi qua đường sai lầm. Họ có giáo dục chứ không phải là không giáo dục, nhưng vì lý do nào đó, trong một lúc yếu lầm nào đó, nó đã để cho sự cám dỗ bắt lấy nó đi theo con đường sai lầm. Nhưng đó không phải là cái chất của nó, đó không phải là cái gì mà đã được cài đặt ở trong nó, đó chỉ là một cái gì đó nhất thời thôi. Các tôi lớn, Chúa đã quỳ gối xuống và cầu nguyện ở trong nước mắt. Những người cha, những người mẹ cơ đốc, những con người của Đức Tin đã quỳ gối xuống cầu nguyện trong nước mắt. Và có những người mạnh mẽ nữa đứng lên, không chỉ cầu nguyện trong nước mắt mà còn công bố trong danh của Jesus Christ để trục xuất tất cả những gì không tốt đẹp ra khỏi con cái. Và một thời gian sau họ thấy nó quay trở lại như một đứa con trai ngoan đàng quay trở về và mọi sự trở nên tốt đẹp. Sẽ dễ dàng cho một đứa con quay trở về hơn nhiều nếu như nó được giáo dục từ thuở ấu thơ, nhưng sẽ khó hơn gấp bội phần nếu như chúng ta đã không thật sự giáo dục đúng đắn từ thuở ấu thơ. Lúc đó chỉ trông chờ một phép lạ của ân điển của Chúa thôi. Nói như tôi nói nãy giờ không có nghĩa là nếu như ai đó vì trước đây mình đã không hiểu lời Chúa, hoặc trước đây mình đã không có tin Chúa, cho nên mình đã lỡ, đã phạm sai lầm trong cái việc là không giáo dục, hoặc là giáo dục một cách sai trật, hoặc là có những cái sự giáo dục bậy bạ cho con cái mình, thì bây giờ không có được gỡ không? Ân điển của Chúa vẫn lớn lao cho chúng ta. Tôi long trọng tuyên bố và chia sẻ vẫn còn cơ hội cho chúng ta. Nếu như ngay bây giờ chúng ta nhận thức được sai lầm của mình, hạ mình xuống, nhìn nhận cái sai lầm đó và ăn năn trước mặt Chúa một cách chân thành, nhận trách nhiệm về mình và không đổ lỗi cho ai khác, Đức Chúa Trời nhất định sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ngài sẽ ban ân điển, Ngài sẽ ban phép lạ ở trong ân điển của Ngài để có thể thay đổi cái đứa con mất dạy, đứa con rất là sai lầm, đứa con đã làm những việc xấu xa gian ác của chúng ta. Đức Chúa Trời có quyền làm như vậy. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngày hôm nay với sự nhận biết sai lầm của mình và ăn năn trước mặt Chúa. Amen chị em. Sẽ có những khó khăn nhất định mà chúng ta trải qua, nhưng nếu chúng ta chân thành trước mặt Chúa thì không có điều gì mà chúng ta không thể vượt qua. Tôi chia sẻ với anh chị em điều này không phải để phán xét anh chị, nếu như có ai đó rơi vào trong những trường hợp sai lầm như thế này, nhưng tôi chia sẻ điều này với tình yêu thương để giúp anh chị em nhận ra những sai lầm của mình. Anh chị em biết hạ mình xuống, không đổ lỗi cho cuộc đời, không đổ lỗi cho ai cả, nhận lỗi về mình, hạ mình xuống trước mặt Chúa, ăn năn kêu cầu Chúa và công bố trong đức tin, thì tôi tin rằng cuộc chuyện sẽ thay đổi một cách nhanh chóng mà anh chị không thể tưởng tượng được. Amen con chị em. Tôi biết có những gia đình mà họ hoàn toàn bất lực với con cái của mình, nhưng khi họ đã nghe theo lời khuyên của chúng tôi hướng dẫn họ từng bước, họ hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, họ không đổ lỗi cho ai, họ thừa nhận cái sai của họ và họ bắt đầu thật sự ăn năn kêu cầu Chúa và công bố trong danh Chúa Jesus Christ, một thời gian sau con cái của họ thay đổi một cách kỳ diệu. Có những đứa con ngoan đàng bây giờ đang trở thành những người phục vụ Chúa ở trong một thành rất là tốt. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Nếu như Ngài đã được làm cho ai đó thì Ngài cũng sẽ làm cho anh chị em, nếu như anh chị em thật sự đi trong đúng cái quỹ đạo của Ngài. Amen, amen, amen. Hallelujah. Anh chị em cùng xem với tôi ở trong Châm Ngôn chương 9 câu 10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự nhận biết đấng thánh đó là sự thông sáng. Tôi ước gì chính anh chị em sẽ học biết được sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Chính anh chị em sẽ là những người nhận biết đấng thánh, và chính vì anh chị em có được cái thái độ đúng đó, anh chị em sẽ có một sự giáo dục đúng với con cái của mình, có một sự ảnh hưởng tác động đúng, và con cái của anh chị em cũng sẽ trở nên những người kính sợ Chúa, nhận biết Chúa, và đó sẽ là những đứa con khôn ngoan, nó sẽ lựa chọn những điều khôn ngoan, những điều đúng đắn. Amen chị em. Nhớ điều này, lý thuyết tốt là một việc, nhưng mà thực hiện đúng hay không, tốt hay không, đó là việc khác. Cho nên có những người cái miệng của họ giáo dục con cái rất nhiều, nhưng trong thực tế thì con cái của họ nó làm nghịch lại hết những điều mà họ đã nói. Vì sao? Nó nhìn vào trong đời sống của họ, nó thấy những điều ngược lại. Chẳng hạn ông bố nói rằng con không được phép hút thuốc, trong khi miệng của ta lúc nào cũng phì phèo với thuốc. Như vậy thì thà ta đừng nói câu đó học hơn, bởi vì xin lỗi nha, chứ đứa con đó nó không nói thôi, trong lòng nó khinh bỉ lắm, nó rất khinh bỉ. Hoặc là nó không khinh bỉ thì nó cũng có một cái nhận thức sai lầm, nó sẽ nghĩ rằng bố mình nói cho vui vậy thôi, ông nói cho vui thôi, hút thuốc oai quá chừng, thở khói tròn, oai không, đàn ông mà phải hút thuốc, đàn ông gì đàn ông hút thuốc, vân vân. Và từ đó là nó sẽ quyết tâm là sẽ tập tành để hút thuốc, và sau này thậm chí nó hút hơn bố nó được, anh chị thấy không? Rồi nhiều khi mình nói với con cái là con không được nói dối, nhưng thực tế chúng ta nói dối nhiều lần trong cuộc sống. Một người nam của tôi ở Mỹ chia sẻ điều này và tôi cũng rất là cảm động. Người nam này nói với tôi này, có nhiều khi chúng ta nói dối mà chúng ta không để ý. Chẳng hạn như đi đến một khu vui chơi,
người ta đi một cái tấm bảng á là trẻ em từ 6 tuổi trở lên là mua trọn vé. Như vậy từ 6 tuổi trở xuống á thì nửa vé hay là thậm chí là miễn vé, đúng không? Thì rất nhiều cơ đốc nhân đã căn dặn con mình ở nhà. Nếu mà người ta có hỏi con á thì con nói là dạ con chưa được 6 tuổi. Người em tôi chia sẻ rất là chân thành. Người em nói là có đôi khi chính chúng tôi cũng mắc phải cái đó, nhưng mà sau này Chúa nhắc nhở chúng tôi và chúng tôi không làm như vậy nữa. Nó bao nhiêu tuổi thì nói là nó bao nhiêu tuổi, cần phải trả tiền vé thì sẵn sàng trả tiền vé. Anh chị em biết có những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống anh chị em không để ý, nhưng mà anh chị em đã xử hư cho con cái của mình, và khi nó lớn lên nó trở thành những con người rất là hư hỏng, bởi vì chính những cái biểu hiện thực tế của anh chị em, những hành động anh chị em, miệng anh chị em thì nó con hay con, đừng nói láo, đừng nói dối, nhưng xin lỗi nha anh chị em, nói dối hoài. Khi mà có ai đến đòi nợ, anh chị em bắt đầu nói đứa con chạy ra nói với cái cô chú đó, nói là ba mẹ không có nhà, trong khi đang lùn lùn ở trong nhà đó. Mà cứ nhiều lần như vậy nó hình thành ý thức sai lầm ở trong con trẻ. Thường thì những đứa trẻ nó lớn lên nó hành động theo cách mà nó nhìn thấy cha mẹ nó hành động, trừ khi mà có một biến cố gì đó, có một cái sự dạy dỗ, có một sự tác động nào của Chúa tác động vào thì lúc đó nó sẽ thay đổi hành vi. Còn không thì cái khuynh hướng 100 đứa hay 99 đứa nó hành động theo cách mà nó nhìn thấy cha mẹ nó làm. Cho nên nếu chúng ta sống công chính thì con cái chúng ta sẽ sống công chính. Đừng có đổ lỗi cho con cái. Chúng ta ăn cắp thì con cái chúng ta ăn cắp. Có thể là một vài đứa trẻ nó có tư chất tốt đẹp, mặc dù cha mẹ nó không dạy nó, nhưng nó vẫn làm tốt hơn cha mẹ nó. Có chứ phải không? Nhưng đừng có dựa vào nó mà nói tại vì cái đứa nó tư cách tốt, làm xấu là xấu. Đừng có nói là tại không dạy. Đừng nói điều đó với tôi. Một lần nữa tôi nhắc lại, nếu như cái đứa tư chất tốt đó nó được dạy dỗ thì nó càng tốt hơn nhiều nữa, nó xuất chúng hơn nữa, đúng không anh chị em? Anh chị em amen được với tôi. Amen. Đó là những lúc mà anh chị em phải amen. Bởi vì đó là điều cực kỳ đúng. Cho nên rất là nhiều lần chúng ta đã làm gương xấu cho con trẻ, và vì vậy mà chúng ta đã vô tình đem một cái nền giáo dục xấu vào trong con trẻ, và chúng ta đã biến đứa con của mình thành cái thứ tội phạm sau này chúng ta không biết. Rất là nguy hiểm. Cho nên nếu anh chị mong muốn có những đứa con tốt đẹp, những đứa con mà sẽ không nói dối, những đứa con không tà dâm, những đứa con mà nó không ganh ghét đố kỵ với người khác, những đứa con mà nó yêu thương người khác, nó bao dung với người khác, nó trang hòa với người khác, những đứa con mà không đi ra nói xấu người khác, anh chị đừng có làm cái điều đó. Nan đề của nhiều phụ huynh là tối ngày cứ than phiền về con mình, nhưng nhìn lại bản thân mình đi. Rất là nhiều lần tôi đã thẳng thắn với những người phụ huynh, và tám tôi thẳng thắn như vậy, tôi tin là sự thẳng thắn trong tình yêu thương của tôi mới giúp người khác, chứ không phải là tôi cứ lấp liếm che đậy cho họ, hay là tôi cứ im lặng thỏa hiệp với sự sai lầm của họ. Nhiều người cứ đến và đổ tất cả lỗi lầm cho con của mình, họ nói một sư lên thằng con thế này, thằng con nói thế kia, nó thế này nó thế nọ, bây giờ mình sẽ cầu nguyện cho nó thay đổi đi. Tôi nói thẳng với họ, tôi không thể nào mà cầu nguyện cho nó thay đổi được. Tôi không biết cầu nguyện kiểu gì cho nó thay đổi, trừ khi chính quý vị phải thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu với quý vị đồng ý không? Và nếu ngày hôm nay quý vị đồng ý, tôi sẽ giúp quý vị. Và nếu quý vị thay đổi, con cái quý vị sẽ thay đổi. Còn quý vị không chịu thay đổi thì đừng hòng con cái quý vị thay đổi. Đây là những điều rất căn bản, không có cái gì là cao siêu đâu. Nhưng có ai dám nhìn thẳng vào sự thật để nói không? Đây là câu hỏi lớn. Chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật để nói và dám thực thi lời Chúa không? Những điều này rất là ABC của tin lành. Chẳng có gì cao xa đâu anh chị. Tôi là người ít học ở trong cơ đốc giới. Anh chị hiểu ý tôi nói không? Tôi học nhiều ngoài đời trong cơ đốc giới, tôi ít học. Cho nên tôi chỉ nói những ABC của tin lành. Và tôi tin rằng những điều đó anh chị em hiểu được. Bởi vì có bác tôi nói cao xa, tôi cũng nói cao xa được. Tôi chỉ nói những điều rất căn bản thế thôi, những điều thấp lè tè. Nếu như anh chị em nghĩ đó là những điều thấp lè tè. Và tôi chỉ ước ao là nếu anh chị em thực hiện những điều rất căn bản đó, đôi khi chỉ là một vài điều căn bản thôi, cuộc đời của anh chị em đã cất cánh bay cao như chim mưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi rồi. Chứ đừng nói gì mà anh chị em được thông cảm để hiểu được nhiều điều trong Kinh Thánh, cuộc đời anh chị em còn tuyệt vời hơn nhiều nữa. Hãy bắt đầu với chúng ta. Tôi không muốn nghe những người cha, những người mẹ than phiền về con cái. Có một người mẹ ở tại Hàn Quốc, bà ấy có một đứa con gái rất là dâm dục. Đứa con gái đó ngủ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, và thậm chí nó ngủ với lại bạn của cha nó. Người đàn bà này đến gặp mục sư David Jovicho và than phiền về đứa con gái mình, và nói là mục sư ơi, xin hãy cầu nguyện để con gái tôi thay đổi. Mục sư thẳng thắn nói với bà ta,
Nếu bà cứ nói về con cái của mình như vậy, cứ than phiền nói thế này nói thế nọ, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi có cầu nguyện cho bà cũng vui thôi. Nhưng nếu bây giờ bà thay đổi cái suy nghĩ của bà, chính đời sống của bà thay đổi và cái cách bà suy nghĩ về con cái của mình, bà thay đổi cách bà nói về con cái của bà thay đổi, thì mọi sự sẽ thay đổi. Bà đừng có đi gặp người này khi nói theo cái cách bà tố cáo con cái của bà nữa. Thay vào đó, bà hãy bắt đầu cầu nguyện cho nó trong tình yêu. Cầu nguyện với tình yêu thương. Bà bắt đầu suy nghĩ về con bà theo cái cách mà bà muốn nó trở thành. Và thậm chí bà công bố điều đó. Nếu bà làm như tôi nói, thì Chúa Trời sẽ thay đổi con gái của bà. Và cảm ơn Chúa, người đàn bà này đã lắng nghe lời khuyên tốt đó và về thực thi theo. Từ đó bà ta không có than phiền con mình nữa, không có nói cái điều giống như tố cáo con mình nữa. Và bà ta đổ nước mắt ra cầu nguyện trong đức tin, trong tình yêu thương. Rồi bà ta công bố những điều tích cực về con của mình. Mặc dù con của mình nó đang rất là giáo dục, nhưng mà bà ta không có nói mày là đứa giáo dục. Nhưng bà ta bắt đầu công bố rằng, nhưng danh Chúa Giêsu Christ con công bố rằng con gái của con là một con người có đời sống thánh khiết và công chính. Thậm chí bà ta công bố rằng con gái con sẽ trở thành một người phục vụ Đức Chúa Trời. Một đêm nọ, khi đứa con gái đang ở trong khách sạn làm chuyện đồi bại xấu xa với một người nam, đột nhiên nó cảm thấy cuộc đời nó nhơ nhớ. Đột nhiên nó cảm thấy sao nó giống như một miếng vải đó. Đột nhiên nó cảm thấy nó vô cùng sai lầm. Đột nhiên nó có một khát vọng muốn sống tốt. Để bỏ cái giường dơ bẩn đó, nó mặc quần áo, nó đi về nhà, nó gõ cửa và nó thấy mẹ nó ở đó. Không giờ đâu, mẹ nó thậm chí thức khuya để cầu nguyện cho nó. Mẹ nó bước ra và chào đón nó giống như cách mà người cha đã chào đón đứa con trai hoang đàn trở về. Mẹ nó ôm chầm nó vào lòng, nó ôm nghiêng lấy mẹ nó. Và cuộc đời của người con gái nó thay đổi từ đó. Sau này nó thành một chấp sự rất là hiệu quả, một nhân sự rất hiệu quả trong học tập. Cảm ơn Chúa. Hãy bắt đầu với chính chúng ta. Chính chúng ta phải thay đổi. Nếu chúng ta muốn một ai nó thay đổi thì hãy thay đổi chính mình ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Đây là điều lớn mà tôi học. Mà nhiều lúc chúng ta cứ muốn người khác thay đổi, nhưng chúng ta không thử thay đổi chính mình trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta đòi hỏi mọi người phải thay đổi, nhưng chúng ta đã thay đổi chưa? Tôi học được bài học lớn này. Chúa nói với tôi rằng nếu con muốn người khác thay đổi thì bản thân con phải bắt đầu thay đổi. Và tôi học bài học, tôi đang học và tôi sẽ tiếp tục học. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hãy ghi nhớ điều tôi nói hôm nay, vì nó sẽ rất ích lợi cho cuộc đời anh chị. Hãy thôi than phiền về con cái. Hãy đừng có những lời cầu nguyện theo kiểu tố cáo, đừng cầu nguyện theo kiểu rủa xả. Thay vào đó, hãy suy nghĩ tốt đẹp về con cái. Thay vào đó, hãy chúc phước cho con cái của mình. Thay vào đó, từ nay hãy luôn cho nó những lời khuyên tốt. Từ nay hãy luôn chấn chỉnh nó lại nếu như có bất cứ một cái điều gì mà nó sai lầm, nhưng mà chấn chỉnh trong tình yêu thương, trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Đừng đồng loạt với nó, đừng thỏa hiệp với nó. Chấn chỉnh lại, nhưng mà chấn chỉnh trong tình yêu thương. Amen. Hallelujah. Anh chị em mời đọc với tôi một số câu kinh thánh nói về việc dạy dỗ con cái bằng cái roi. Đây là điều bị cấm ở tại Mỹ đó anh chị. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời lại khuyến khích chúng ta làm. Anh chị em có thể đọc ở trong Châm Ngôn chương 13 câu 24, cùng mở ra với tôi nào. Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Anh chị em đọc với tôi tiếp một câu nữa, Châm Ngôn chương 22 câu 15. Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Đọc tiếp với tôi ở trong Châm Ngôn chương 23 câu 13 đến câu 14. Đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ, dù đánh nó bằng roi nó sẽ chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Rồi anh sẽ đọc tiếp một câu nữa, Châm Ngôn chương 19 câu 18. Hãy sửa phạt con cái ngươi lúc còn hy vọng, nhưng đừng định tâm giết nó. Rồi anh chị em đọc một câu nữa với tôi là Châm Ngôn chương 16 câu 21. Một số người lo lắng nghĩ rằng mình lật kinh thánh không kịp, không sao đâu, về xem lại video thì sẽ biết được địa chỉ thôi nha. Châm Ngôn chương 16 câu 21. Người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, lời dịu dàng gia tăng tri thức. Anh chị nghe tôi nói đây, không phải hễ con mình làm sai là cầm roi mà nện nó, và không phải là cứ cầm roi đánh theo kiểu gì cũng được. Chúng ta phải có một cái cách cư xử theo từng bậc. Khi con mình làm sai, đầu tiên chúng ta nên nói những lời dịu dàng,
chỉ khi nào nó cứ tiếp tục lì lợm thì lúc đó cái âm vực của chúng ta, cái độ lớn của cái giọng nói chúng ta nó mới lớn lên, sự nghiêm khắc nó gia tăng lên, có nghĩa là đi đến cái chỗ là gọi là của trách. Mà khi nó cứ tiếp tục lì lợm thì lúc đó chúng ta cần phải dùng roi. Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng. Có nhiều người sai lầm khi mà họ tuyệt đối không chấp nhận việc dùng roi, và thậm chí vợ chồng cãi nhau về chuyện này. Khi chồng đánh con thì vợ nóng ruột và gây xung đột với chồng, hoặc là vợ lấy roi đánh con thì chồng binh vực con cái và gây xung đột với vợ. Đó là điều sai lầm. Không chấp nhận dùng roi theo cách của Mỹ là điều sai lầm. Mà dùng roi một cách không đúng đắn cũng là điều sai lầm. Nó có cái tiến trình của nó, phải tự nhiên là dùng cái roi. Anh chị em, đây là cái cách chuẩn thứ nhất khi con mình sai lầm. Lần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc nhở một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng nếu sau một vài lần tương tự như vậy nó vẫn không chịu lắng nghe, nó cứ lì lợm, thì hãy quở trách nó. Và khi một vài lần quở trách như vậy không có tác động gì cả, nó cứ lì lợm, thì anh chị em bắt đầu dùng cái roi để nghiêm trị nó. Nhưng không phải là dùng cái cây ba to mà nện vào đầu nó, không phải dùng cây mà đánh vào xương nó. Có nhiều người thật là sai lầm, đặc biệt là những người nam á, thường hay nóng nảy khi đánh con á, thì lại rất là cộc cằn. Tôi biết có nhiều người là cầm cây phán vào con, và thậm chí có những ông bố đã thật sự giết chết con mình, hoặc là những ông bố thật sự đã đánh con mình và gây thương tật cho nó chỉ vì một cái phút mà mình không kiểm soát được. Cái đó không phải là cách giáo dục, nó không xuất phát từ tình yêu thương, nó chỉ thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Mình muốn trút cái cơn giận lên đứa trẻ không được. Như vậy nếu mà đến một cái mức độ phải đánh con, phải đánh như thế nào đấy, chúng ta phải chọn một cái roi mà không làm tổn thương nó. Một cái roi có thể làm nó đau ở trên da thịt của nó, nhưng mà không bị tổn thương đến xương của nó hay nội tạng của nó. Đánh thì đánh vào trong cái vùng phần mềm của nó, cái vùng tốt nhất tôi tin đó là cái vùng mông. Anh chị em bảo con của mình nó nằm sắp xuống, và anh chị em đánh trong sự kiểm soát, không phải trong sự tức giận. Có đôi khi tôi và anh chị em mắc phải cái lỗi lầm này, chúng ta đánh trong sự tức giận, và thậm chí là chúng ta là những người mà giận cá chết hết. Người vợ đang giận chồng thì đánh con mình, bởi vì cao giận ông chồng mình, cay đắng ông chồng mình, cuối cùng thằng con nó làm hết trơn hết rồi. Hoặc là cái người chồng đánh con bởi vì đang giận cái người vợ mình, thì cái đứa bé rất là tội nghiệp. Đừng bao giờ đánh con theo kiểu đó. Nhưng mà nếu chúng ta đánh, chúng ta phải đảm bảo là chúng ta đánh ở trong cái động cơ yêu thương, muốn giáo dục nó, và phải kiểm soát được cái việc chúng ta đánh. Anh chị em có cam kết làm điều đó ở trong gia đình mình không? Tôi hy vọng là anh chị em làm điều đó cho cái đứa trẻ nó không có bị bạo hành nha. Như vậy thì đánh mà phải đánh đau, đừng có đánh mà giống như là phủi bụi. Cuối cùng nó chẳng sợ gì hết. Mỗi lần cái roi phát lên nó giả bộ nó khóc, nhưng mà nó bụng nó cười. Nó nói chọc trò gì, cứ vô tư đi. Đừng có như thế. Đánh là phải đánh cho đau. Thậm chí nó có cái lằn cũng không sao hết ở trên cái. Đương nhiên đánh đau là cái lằn, nhưng mà đừng đánh đến nỗi mà nó bị tổn thương ở phía bên trong của nó, trong xương cốt của nó, hay là đánh mà máu nó dòng về là tôi không chấp nhận nha. Đó, cho nên là anh chị em phải coi lại vấn đề đó. Cái roi là một cái công cụ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đến một mức độ nào đó, và chính Chúa đã khuyên chúng ta, và Chúa đã nói rất là rõ. Thậm chí Chúa nói là vì khi mà mình sửa dạy con trẻ như vậy đó thì sẽ khiến cho nó sẽ không bị sao mà âm phủ. Ý của Chúa nói rất là rõ ràng, anh chị thấy chưa? Như vậy là Chúa không muốn bất cứ một con người nào bị thiếu sự giáo dục đúng đắn mà phải đi vào cái nơi sự thương mất. Cho nên chúng ta cần phải răn dạy con cái từ lúc ấu thơ theo sự hợp lý mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi hy vọng là những gì tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp đỡ cho các bậc phụ huynh ở trong Hội Thánh HTS, cũng như là các phụ huynh ở trong toàn Cơ Đốc giới, và kể cả những quý vị nào là những người ở bên ngoài Hội Thánh mà đang theo dõi chương trình của chúng tôi, hoặc là những người sẽ theo dõi những video của chúng tôi sau này. Tôi tin rằng quý vị sẽ thấy những điều chúng tôi nói là hợp lý, và tôi mong rằng quý vị sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình để thấy con cái của mình càng ngày càng trở nên tốt đẹp, gia đình sẽ trở nên vui vẻ, hòa thuận, đầm ấm. Gia đình không còn là cái chỗ ngột ngạt nữa, gia đình không phải là cái chỗ mà những đứa trẻ khi lớn lên muốn rời xa nữa, nhưng mà gia đình sẽ trở nên một cái mái ấm thật sự, một nơi ngọt ngào, một cái nơi mà khi những đứa trẻ nó lớn lên, dù nó đi đâu nó cũng suy nghĩ rằng tôi muốn mau mau trở về để gặp cha mẹ của tôi. Amen chị em. Hallelujah. Chúng ta cùng nhau đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.